lớn mẹ. Rồi, mình anh nhân thầy, kính thưa cô bác và anh chị, thưa tất cả anh chị em Đồng Vân và Gia Quyến, thì sau khi cái mất của em Quân với một phần riêng, thì trước cái hoàn cảnh đó với góc độ chính quyền địa phương cũng như là gia đình, thì đã có nhờ đến cái chỗ chị Sáng là cái tổ chỗ thiện nguyện là Tâm Phước là để vô quay cái clip để các cái mạnh thường quân, các cái trang liên Facebook khác chia sẻ để vận động để giúp đỡ mai táng cho em. Thì đến giờ này thì theo báo cáo lại cái chỗ chị Sáng thì được mạnh thường quân là hỗ trợ cho áo quan và đồ tưởng niệm mai táng phí cũng như rau củ quả tiếp cho cái tổ chức đám. Và mạnh thường quân thì ở các cái trang Facebook đã tổ chức là bốn nhóm thì đã vận động và được sự đóng góp của bà con ở gì đây khoảng 29 triệu 80 ngàn. Đây là cái tấm lòng của bà con và đóng góp cho cái gia đình thiện nguyện, đặc biệt thì cái sự quan tâm, cái sự tổ chức, cái nhiều sự nhiệt tình của các cái chủ trang Facebook đã đưa lên để chia sẻ, vận động để tiếp nhận. Đây không phải là lần đầu tiên, đã nhiều lần là các cái nhóm đã làm giúp đỡ nhiều người rồi. Tuy nhiên thì hôm nay thì đến cái gia đình chỗ Quân thì để giúp đỡ gia đình theo tôi, thì bây giờ là chỗ từng nhóm sẽ trao cái bảng tượng trưng cho gia đình, sau đó thì một người đại diện nhóm mà trao cái bảng tổng hợp, rồi cuối cùng sau đó mình đã là chi tiền mặt thực tế cho gia đình. Và trong cái sự mà đóng góp này thì tùy các cái trang cần thiết thì mình cũng nêu em luôn, cái sự đóng góp từng trang của em đó là ai đóng góp bao nhiêu mình đọc cả luôn. Thì theo tôi thì cách mình làm như thế, coi anh chị em có cái gì khác không khác thì tiến hành làm. Ok, okay. Bây giờ là mình như mình thay mặt trong các nhóm hôm nay đến chỗ nhà của cháu Quân, đi cùng cán bộ là em Hương, phó chủ tịch chữ thập đỏ huyện U Minh của mình, với các anh chị em trong nhóm của mình, là mình thay mặt cái trang Facebook của mình là nhóm Tâm Phước, là hỗ trợ bà con, hỗ trợ mạnh thường quân, hỗ trợ là mình đọc lên từ người để cho mọi người đều biết ủng hộ cho mình. Công khai đọc từ tên hơi lâu nhưng mà cũng mọi người cũng thông cảm, để mình hồi đó là đã quen vậy rồi, mình cũng muốn đọc từ tên. Rồi trước nhất á là chị Tâm Phước, cảm ơn chỗ Hiếu, em Lê Minh Hiếu này ở Cà Mau á Hương, như hỗ trợ hàng cho bên nhóm của chế là áo quan, củ quả là hết những qua đem vô, là như toàn bộ của em Hiếu chở vô tới đây. Biết ơn và cảm ơn em cũng như đồng hành cùng các nhóm với chị ở đây. Mình ở đây là vùng sâu vùng xa, bà con nhờ cái áo quan như vậy là góp phần lớn chứ không phải là nó nhỏ của gia đình. Tại vì như chị á thì mình xin được tiền á, thì mình được dư tiền ra để mình xây mồ mả cho em, nặng cho khang trang cuộc đời này, cũng như là một lần đi rồi hết thì không có còn ai lo lắng. Thì mình xin biết ơn rất là nhiều tại chỗ mạnh thường quân, các trang mình cũng vậy, mình xin biết ơn. Bây giờ thay mặt các mạnh thường quân ở trên nhóm Tâm Quốc, mình xin đọc từ tên cho mọi người đều nắm có hỗ trợ của em Quân. Trước nhất là Facebook á, là Nguyễn Loan Khánh Hội là 300, Facebook Hiếu Khắc D 300, Sử Tiệm Vàng Hoàng Phố 300, Facebook Minh Quân 300, Facebook của Facebook Trịnh Linh này là con của Năng nè, nó điện, nó không biết Quân là ai, nó điện đó là Trịnh Linh là 300, Trần Lệ Anh là 300, Trần Nguyệt Anh là 300, Facebook Trần Nguyệt Lệ là 200, Facebook Kiều Diễm
100, phê bếp Chương Tuyền là 100, phê bếp Thủy Tiên là 200, phê bếp Đặng Đặng 200, phê bếp Nhà Nghỉ Di Na U Minh là 100, phê bếp Hồng Kiểm là vợ anh Hùng á, 200, phê bếp Xiên Cao Cà Mau là 200, Chi vợ Hải Khánh Hội là 200, phê bếp Nguyễn Thí, Nguyễn Thí, Nguyễn Thí Vương gì như Nguyễn Thí Nguyễn hả? Nguyễn Thí Vương. Nguyễn Thí Vương. Phê bếp Nguyễn Thí Vương là 100, phê bếp Úc Đài Cà Mau 50, phê bếp Nguyễn Thí Vương. Ủa? Lộn rồi. Phê bếp Nguyễn Thí, Nguyễn Thí không á, 100, phê bếp Úc Đài Cà Mau là 50, phê bếp Nguyễn Thí Vương là 200, phê bếp Thì Linh là 200, phê bếp Tú Hiếu là 200, phê bếp Nguyễn Linh là 200, phê bếp Di Linh là 100, phê bếp Dương Thị Bé Bảy là 100, phê bếp Nguyễn Ngân là 200, phê bếp Thảo Nguyễn là 100, phê bếp Thơ Phan là 200, phê bếp Quyền Phan là 100, phê bếp Ngọc Du là 100, phê bếp Trang Trương là 100, phê bếp Nguyễn Tỷ Cà Mau là 200, vợ Điền Sữa Limo là cấp đội là 200, phê bếp Lê Phát là 200, phê bếp Âu Dương là 100, phê bếp Lâm Thế Hiển là 200, phê bếp Hoa Điệp là 200, phê bếp Nguyễn Nhiên là 200, bạn của Văn Vũ là 100, phê bếp Ti Ti là 200, phê bếp Phan Thị Bích là 100, phê bếp Huệ Đoàn là 100, phê bếp Kiều Thu Thảo là 100, phê bếp Hồng Phấn, Hồng Thấm là 200. Rồi cái phần này á là cái phần của hỗ trợ là nó em bà con ở đây hỗ trợ là gì, đọc cái danh sách của nó luôn. Tí Tí Anh tiệm vàng Quốc Khánh là 500, chị anh chị Nhan, anh chị Nam Hương Khánh Hòa là 300, cô giáo Thư Phân Thư Nhân, cô giáo Thư Nhân, Thư Nhân à, Nhân Thư Nhân Khánh Lâm là 200, Phương Nguyên Hải Sản Tiền Phương Giang Uyên. Thì Phương Uyên 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 Tiền Giang là 500, kế cháu kế là Khánh Lâm là 300, vợ chồng anh Hải Tôm Khánh Tôm á Khánh Hòa, Khánh Hòa là 250, bên thằng kế là 2.500.000 cộng với chung với Tâm Phước luôn, vận động luôn là 9.500.000 chẳng nha. Rồi xong cái phần của bên Tâm Phước là 9.500.000. Rồi chế thay mặt các nhóm của chế chỗ là vận động, chế đọc lên là 4 nhóm vận động. Nhóm của chế là nhóm của Tâm Phước vận động là 9.500.000. Nhóm 2 là nhóm Thiện Nguyện Thiện Phước Khánh Ly là 10.900.000 là đây. Nhóm thiện nhóm phê bức Phan Kim Anh vận động 3.000.000 là cô này chỉ cần người luôn, bữa nay cho cán bộ biết. Rồi nhóm phê bức Sen Nguyễn vận động 6.400.000 là anh chàng đẹp trai. Tổng số tiền 4 nhóm 29.800.000. Rồi bây giờ con trao tiền mặt cho em trong cái này, em trai của ông Quân, em gái của ông Quân, của em trai. Em chỉ nói là em muốn ở giờ gia đình là gia đình.
chị em rất cảm ơn, rất là cảm ơn đồng quân giúp đỡ cho anh còn rất nhiều. Dạ em nhận được số tiền này là 29 triệu 890 ngàn. Không, 29 triệu 800 ngàn. Em cảm ơn rất mạnh đồng quân rất nhiều. Đây chứ cán bộ này dạ, chú Bảy đây, chú Bảy gọi cho anh em làm cây tấn ký, chú Bảy đây cho người mua mầm mã giảm. Chú Bảy đâu? Chú Bảy, anh Bảy nói chung là các gia đình của con cháu của tôi nói chung là cũng rất là khó khăn vì hoàn cảnh quá đặc biệt, thì nói chung các mạnh thường quân các nhà các anh em ở trong ngoài tỉnh nhà ngoài nước chúc là các đoàn mạnh thường quân là khá nhiều đoàn nhiều cái từ thiện công tác hoàn thành sẽ thấy bây giờ mà bận về bệnh viện cha rồi cái này là bạn Minh Đàm gửi thêm 200 Minh Đàm luôn lá à, Minh Đàm số mới gửi thêm 200 đồng là tiền hai tác phí cho vậy là tròn 30 đi.